Bạn muốn có màn hình IPS, bạn muốn có màn hình tần số quét cao để chơi game, bạn muốn một màn hình với bảo hành dài để dùng cho yên tâm, mà bạn lại chỉ có mỗi hai củ khoai. Ở thì đây, Edra EGM25F100P với mức giá cực kỳ yêu thương chỉ lên quanh 2 triệu đồng là bạn sẽ có chiếc màn hình 25 inch IPS 100Hz bảo hành 24 tháng bao gồm cả điểm chết. Nghe thông tin thì ngon đấy, nhưng mà liệu nó ngon thật đấy không? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau intro. Mặt trước của chiếc màn hình, và không phải là mặt trước đâu, tất cả xung quanh màn hình này được làm từ nhựa nhám màu đen, khá là phẳng ở phía trước và hơi bầu bầu một chút ở phía sau. Ở dưới cằm đây các bạn thấy có logo của nhãn hàng và các nút điều chỉnh OSD. Nói chung là thiết kế nó tương đối là quen thuộc của Edra, cũng như là một thiết kế khá là basic, không có gì để nói nhiều. Còn quay trở lại mặt phía sau, các bạn thấy là nó hơi bầu lên một chút với logo Edra to hơn và 4 cái lỗ mặt ốc VESA 100mm tiêu chuẩn. Có thể nói là rất là tiện lợi dành cho anh em nâng cấp về sau muốn gắn ARM vào cái màn hình này. Và mình nghĩ là cái việc gắn ARM là một cái điều mà khả năng cao các bạn sẽ phải làm, vì cái chân đế của nó không thể nào basic hơn. Mà chút nữa mình quay lại cái chân đế, hãy nói về cổng kết nối. Đây là một điểm mà chúng ta nhìn phát là biết được cắt giảm khá nhiều. Edra đầu tư vào cái tấm nền, thế nên là cổng kết nối rất là khiêm tốn, chỉ có một HDMI, một VGA và một cổng cắm nguồn. Hết. Không có 3.5mm, không có nhiều cổng HDMI và cũng không có cả DisplayPort. Ok, quay trở lại cái chân đế nhé. Thì như mọi người thấy đây là cái chân đế làm hình chữ nhật bầu bầu. Trông nó thì cũng có vẻ là chắc chắn đấy, nhưng mà hơi buồn một tí là cái phần đế thì nó chắc, nhưng mà cái phần chân thì nó khá là nhỏ và nó không có bất kỳ một sự tùy chỉnh nào cả. Và cái điểm tiếp xúc vào cái màn hình nó khá là nhỏ, thế nên rằng cái màn hình này đặt lên màn hình nào mà dùng thì các bạn nhớ là phải dùng cái bàn chắc chắn một tí. Còn không thì anh em chỉ cần gõ phím thôi là mình sẽ dùng rồi. Thế nên là cái chân màn hình đúng là cho cái màn hình này có khả năng đứng được hết. Tính đi tính lại thì mức giá chỉ lên quanh 2 củ khoai. Thế nên là những cái hạn chế về mặt thiết kế này là điều mình hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng mà quan trọng phải xem cái tấm nền như thế nào, bởi vì khả năng cao là toàn bộ cái chi phí này nó sẽ được đi vào cái màn hình. Thì chúng ta có ở đây là một tấm nền 24,5 inch với độ bân dài Full HD 1920 nhưng mà không tổng không với cái tỷ lệ là 16:9. Và tần số quét là 100Hz. Và 100Hz này là 100Hz real. Edra đề hẳn ở trên website luôn, real 100Hz, chứ không phải gọi là giả lập hay là interpolation cả. 100Hz sẽ ok. Với kích thước này và cái tần số quét này thì mình thường thấy các cái sản phẩm khác thị trường bây giờ, nhất là hàng chính hãng mà có cái thời gian bảo hành tương tự, sẽ thường thường sử dụng tấm nền TNVA. Nhưng mà Edra khá là ok khi chơi lớn lựa chọn hẳn một tấm nền IPS. Và có vẻ lần này Edra rất tự tin vào cái chất lượng tấm nền của họ, khi mà họ khẳng định rằng đây là tấm nền chất lượng cao IPS Panel Grade A+, bảo hành 2 năm bao gồm cả bị điểm chết. Rất là ok. Thế thì chất lượng hiển thị ra làm sao? Đầu tiên về giải màu, theo những công bố thì sản phẩm này đạt được 100% giải màu sRGB. Nhưng mà theo thực tế mình đo bằng Spydex Elite thì đạt được là 97%. Nó cũng khá là sát với con số mà nhà sản xuất công bố rồi. Nhưng còn Gamma thì đạt mức 2.0, gần với cái tiêu chuẩn 2.2. Còn độ sáng màn hình thì hơi buồn một chút là chỉ lên quanh 250 nit và độ tương phản chỉ 500:1. Thế rằng nhìn chung cái màn hình này sẽ có những nhược điểm nhất định khi các bạn sử dụng để dùng ở những cái khu vực nào ánh sáng phức tạp, đèn chiếu thẳng vào, dùng gần cửa sổ. Mình khuyên rằng anh em với cái độ sáng như thế này, các bạn chỉ nên dùng ở trong cái phòng với cái điều kiện ánh sáng lý tưởng, nó không quá chói cũng như là không bị ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào. Mà thêm nữa là vì cái độ tương phản của nó cũng rất là khiêm tốn, chỉ 500:1 thôi, nên rằng nó cũng không có gì quá đỉnh cao khi các bạn xem phim hay là chơi game hát được thứ đó, không có đâu. Nó chỉ đơn giản là một cái màn hình với cái khả năng hiển thị màu sắc tương đối tốt và cái độ sáng đủ dùng. Thế thì tiếp theo hãy nói về cái độ lệch màu sắc của màn hình này. Cũng như bao nhiêu màn hình khác, cái hạn chế muôn thuở của những tấm nền giá rẻ đó là cái sự lệch màu về gam màu xanh khá là nhiều. Nhưng mà may thay là tổng thể Delta E chỉ ở mức 1.55, vẫn là ok. Cứ mà cái ưu điểm ăn tiền của cái màn hình này mình khá là bất ngờ, đó là cái sự đồng đều màu sắc và độ sáng giữa các vùng trên màn hình khá là tốt. Nó chỉ loanh quanh từ mức 2.3 đổ về. Có thể nói là khi các bạn sử dụng thường ngày thì mắt bình thường anh em không bao giờ nhận ra được. Nhưng mà còn một cái thông số nữa mà hãng công bố mình muốn test xem nó có real hay không, đó là cái tốc độ phản hồi 1mg mprt. Thì rất may mắn là real thật. Đó là khi mình test thử chơi game cho mình này và test UFO
bằng camera tốc độ cao quay lại thì cái bóng mờ nó rất là ít và nó khớp với con số mà hãng đưa ra 1mm 1pt. Tức là các bạn, đương nhiên với 100Hz thì nó không phải là màn hình có tốc độ tần số quét cao để các bạn chơi những game tiết tấu nhanh kiểu competitive các thứ được, nhưng mà mình thấy nó mượt hơn khá là nhiều so với màn hình 60Hz rồi, cũng như là 1mm 1pt. Hàng real hàng chuẩn như thế này anh em sẽ ít gặp phải những bóng mờ khi các bạn chơi game tiết tấu nhanh. Thế thì tổng kết lại là màn hình quét ra mình thì mình thấy là khá là ổn từ trước đến nay, chưa thấy vấn đề gì. Ngay bản thân mình đã dùng màn hình AIDA ở trong góc kia thì không như bàn phím, không như chuột, thì mình thấy màn hình quét ra chất lượng tương đối ổn định. Cũng như là bây giờ mà nói riêng về cái thông số, về cái tính năng, về cái tấm nền thì con này đang có cái mức giá khá là thơm so với những gì đem lại. Nhưng còn về chất lượng, nếu các bạn vẫn đang băn khoăn thì anh em hãy bình luận bên dưới cho mình biết là với cái thời lượng bảo hành 2 năm của AIDA và bảo hành cài đếm chết như thế này thì các bạn có lựa chọn sản phẩm này hay không, bình luận bên dưới cho mình biết. Và đó là tất cả. Với cái mức giá rẻ như vậy, các bạn sẽ có một chiếc màn hình 25 inch, 100Hz, IPS, màu mè khá là ok. Mỗi tội là độ thông phản hơi thấp và độ sáng nó nằm ở mức gọi là dưới trung bình. Thì các bạn cần phải lưu ý khi sử dụng. Nhưng còn theo mình thấy, mức giá như vậy là ok với sản phẩm như thế này. Anh em nhớ like video này và subscribe vì nó hoàn toàn miễn phí và mình sẽ gặp lại các bạn trong nhiều video công nghệ khác. Peace!